Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Sau khi cường bảng đại tái kết thúc được 2 đến 3 ngày, toàn bộ nội viện vẫn rung động do trận chiến kinh thiên mang lại, nơi nơi đều luận bàn về từng trận chiến cường bảng, mà trung tâm tất nhiên là lấy hai trận chiến của Tiêu Viêm cùng Liễu Kình, Huân Nhi cùng Lâm Tu Nhai làm mọi người say sưa bàn luận, đặc biệt là trận thứ hai, làm cho mọi người khi nói lên trận này khuôn mặt đều mang theo một cỗ thần sắc rung động, ai cũng không nghĩ ra mặc dù là một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, lại có chút điềm tĩnh nhưng không ngờ ẩn tàng thực lực khủng bố như thế. Thậm chí, trước kia trong nội viện không ít người bởi vì dung mạo Huân Nhi mà âm thầm châm chọc làm bình hoa cho người, nhưng trải qua chuyện này mỗi người mới hiểu được nguyên lai trong bản môn thực lực khủng bố nhất không phải là Tiêm Viêm, mà chính là cô gái xinh đẹp phía sau luôn ngoan ngoãn phục tùng. Lấy thanh thế do Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sáng tạo, tại nội viện ngắn ngủi thời gian 2 đến 3 hôm, thanh danh cùng địa vị bản môn cơ hồ thăng lên một đường thẳng tắp, mỗi một vị hội viên bản môn hành tẩu trong nội viện không khỏi ngẩng đầu khí thế, không còn giống đoạn thời gian trước kia phải luôn cẩn thận. Mà người ngoài khi nhìn thấy thành viên bàn môn cũng đồng dạng mang vẻ mặt hâm mộ, có Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai vị có thực lực siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn, thế lực bàn môn cơ hồ sắp tới ngày một ngày hai sẽ vượt qua nhóm thế lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình. Mặc cho ở trong nội viện có đủ loại tin truyền đồn thổi ồn ào huyên náo, nhưng chính người người trong cuộc là Tiêu Viêm cùng với Huân Nhi lại im tiếng biệt tích. Mật thất bên trong tiểu lâu các của bàn môn, vài đạo nhân ảnh đứng ở trong đó ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này sắc mặt Tiêu Viêm đã không còn cái vẻ tái nhợt như ngày đầu, nhìn qua nhàn nhạt hồng nhuận tựa hồ giờ này thương thế bên trong cơ thể đã muốn khỏi hẳn, hơn nữa hơi thở cũng đã khôi phục hùng hồn như lúc trước, thậm chí nếu như cẩn thận cảm ứng có thể nhận thấy cổ hơi thở ẩn chứa có chút dấu hiệu bất ổn định, hơi thở lên xuống cao thấp phập phồng bất định, đối với mấy người bên cạnh Huân Nhi mà nói cũng không xa lạ, bởi vì mỗi khi thăng cấp bọn họ đều cũng sẽ xuất hiện hình dạng như vậy. Tiêu Viêm gia hỏa này cũng đã tu luyện thời gian 3 ngày, như thế nào còn chưa khỏe? Cho dù là thăng cấp, tựa hồ thời gian cũng không lâu như vậy chứ. Nếu mày nhìn đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, Ngô Hạo mở miệng nói. Bình thường tấn cấp tự nhiên quan trọng là thời gian không được kéo dài, cho nên rõ ràng cho thấy lần này tấn cấp không bình thường, đồ đần. Tiếng than thở thanh thúy vang lên, Tử Nghiên hướng bím tóc màu tím đuôi ngựa về phía Ngô Hạo, đảo cặp mắt trắng dã, ra vẻ lão thành nói, bất quá lần này nàng giải thích cũng làm cho đám người Huân Nhi cười khanh khách. Có gì mà buồn cười, này ra hoa nếu không tỉnh lại, ta sẽ lại đi gặp những vật gì đó khó ăn. Tử Nghiên mặt nhỏ nhăn nhó, rất khổ não nói. Huân Nhi nhẹ vuốt đầu nhỏ Tử Nghiên, đem ánh mắt quàng lên về hướng thân thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt, nói. Tiêu Viêm ca ca lần này bị thương rất nặng, đấu khí trong cơ thể cơ hồ là trong khi chiến đấu cùng Liễu Kình đã như đèn cạn dầu sắp tắt, bất quá cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được cơ hội tấn giai, hơn nữa cũng đúng như Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm ca ca lần này thăng cấp không giống như thăng cấp bình thường, nếu ta đoán không sai nếu như Tiêu Viêm ca ca tấn cấp thành công sợ cũng không chỉ tăng lên nhất tinh thực lực. Người nói là thăng liền nhị tinh, nhưng loại tình huống này rất hiếm thấy a, bình thường trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo linh dược, nếu không bằng vào thăng cấp bình thường rất khó có hiệu quả như vậy. Hổ gia ngẩn ra có chút kinh ngạc nói. Hơn nữa cho dù là phục dụng linh dược mà làm cho cấp bậc liên thăng, cũng là tồn tại không ít tạp chất, mai sau cần phải nỗ lực thật lớn mới có thể làm cho căn cơ vững chắc. Huân Nhi lắc lắc đầu khẽ cười nói, lần chiến đấu này, đối với Tiêu Viêm ca ca mà nói đích xác có chỗ tốt rất lớn, còn như tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đến cuối cùng sẽ tăng lên nhiều hay ít, ta cũng không rõ lắm, bất quá một điểm duy nhất chính là sau lần này, đó là thực lực Tiêu Viêm ca ca sẽ tinh tiến rất nhiều, đối với hắn không có nửa điểm tổn hại, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được rồi. Các ngươi còn có những chuyện khác phải làm, nơi này có ta là được rồi. Mặt đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi hướng về đám người Ngô Hạo phất phất tay. Nghe vậy, mấy người Ngô Hạo cũng đành nhún vai sau đó liền muốn chuẩn bị rời đi. Đúng rồi Huân Nhi, Lâm Tu Nhai lại tới bàn môn nói là muốn thăm thương thế Tiêu Viêm đấy. Hổ gia cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, lông mi nhíu lại, gia hỏa kia mấy ngày nay uống lộn cái thuốc gì. Không có việc gì cứ hướng nơi ở chúng ta chạy lại, trước kia không thấy hắn nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ ngươi đem hắn đả bại, còn làm cho hắn có thể nhờ cậy phải không? Hơi ngẩn ra, Huân Nhi tùy ý gật đầu, chợt thản nhiên nói, ta không có thời gian, các ngươi đuổi đi là tốt rồi, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc tấn cấp mấu chốt, cũng không tiếp khách. Hổ gia xoay xoay con mắt, bỗng nhiên ghé sát vào bên tai Huân Nhi thấp giọng nói. Ta cảm thấy được tên gia hỏa kia đối với ngươi thái độ có chút cổ quái, có vẻ như, cùng với lúc trước Bạch Sơn, Ngô Hạo, giống nhau. Ánh mắt tà dị liếc xéo vẻ mặt cổ quái Hổ gia một cái, Huân Nhi dường như không có việc gì, nói. Về sau những lời này cũng đừng nói trước mặt Tiêu Viêm ca ca, còn có, nói cho hắn biết, vài ngày tới đây, Tiêu Viêm ca ca toàn bộ cũng không hầu tiếp được, bằng không đến đây cũng không còn người tiếp đãi. Đáng thương gia hỏa này, Hổ gia giang tay, trầm ngâm một hồi nói, bất quá người không ra mặt một lần tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu. Hắn đến đây vài lần, người đều tránh mặt không gặp, không quản như thế nào, hắn cùng Tiêu Viêm cũng là có một chút giao tình. Huân Nhi mày liễu nhíu lại, chợt gật đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về phía ngoài nói đi thôi, ta đi đuổi hắn. Nhìn Huân Nhi xoay người bước đi, Hổ gia thè lưỡi, đồng thời than thở trong miệng. Coi trọng ai đều không tốt cả, xem toàn bộ trái tim cô nàng đều đọng ở trên người tiểu tử kia. Xứng đáng, xứng đáng. Trong phòng khách,
Lâm Tu Nhai ngồi yên ắng trên ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, chẳng biết vì sao tâm tình có thoáng chốc dồn dập. Ánh mắt đang lúc nhìn xung quanh, bỗng nhiên một đám người từ trên giữa lầu đi xuống, Lâm Tu Nhai vội vàng đứng dậy, khi ánh mắt quét đến thanh y thiếu nữ đang chậm rãi đi xuống, một nét nhàn nhạt vui mừng chớp qua không để lại dấu vết hiện lên trên khuôn mặt. Lâm học trường, Tiêu Viêm ca ca đang trong lúc chữa thương, cũng không thể ra mặt, thật có lỗi. Huân Nhi chậm rãi đi xuống qua tới giữa đại sảnh, hướng về phía Lâm Tu Nhai cùng với Nghiêm Hạo bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười nói. Ha ha, không có gì đáng ngại. Lâm Tu Nhai cười cười, không thể không nói thật sự là hắn rất tuấn giật, một thân thanh sam lại càng tôn lên vài phần khí thế tiêu sái, thanh âm ôn hòa khó trách được đông đảo nữ đệ tử xưng là nam nhân có mị lực lớn nhất nội viện. Bất quá dung mạo cười nho nhã của hắn, tựa hồ đối với thiếu nữ trước mặt không có bao nhiêu lực sát thương. Người này tao nhã ngồi trên ghế, khẽ khép bờ mi, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng qua trên người phía trước. Nhìn thấy Huân Nhi tư thái như vậy, Lâm Tu Nhai cũng cười khổ một tiếng trong lòng, mấy lần kéo lên câu chuyện đều bị đối phương nhàn nhạt đưa trở về sau không để lại dấu vết, rốt cục thì uể oải thở dài một hơi, đứng dậy từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ đặt ở trên mặt bàn, cười nói: "Đây là một loại linh dược chữa thương hiệu quả cực kỳ tốt, mong rằng đối Tiêu Viêm huynh đệ có một vài tác dụng, Huân Nhi học muội cũng không nên cự tuyệt." Thoáng chần chờ một lát, Huân Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lần đầu dừng ở trên khuôn mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng nói: "Vậy Huân Nhi thay mặt Tiêu Viêm ca ca cảm ơn Lâm học trưởng." "Ha ha, không có việc gì." Sau đó liền vội vàng khoát khoát tay áo, bị con người đối phương quét trúng khuôn mặt, Lâm Tu Nhai chỉ cảm giác cái loại lãnh đạm này như gió nhẹ hờ hững trước kia đã sắp giữ vững không được, lập tức vừa chắp tay, lại có chút chật vật mang theo Nghiêm Hạo ra khỏi đại sảnh. Huân Nhi đối với hắn lúc đi ra chưa từng biểu hiện ra nửa điểm ý giữ lại, dường như không có việc gì thu hồi bàn công hộp ngọc, chậm rãi đi lên lầu 2. Đáng thương gia hỏa, nhìn phong phạm lạnh nhạt không còn nữa ở bóng dáng Lâm Tu Nhai, lại nhìn thấy hoàn toàn không có nửa điểm dao động của Huân Nhi, hổ ra tấm tắc chép chép miệng, vẻ mặt chợt thông cảm. "Uy, này gia hỏa ngươi, người ta bất qua đánh bại ngươi một lần, ngươi trở nên động tâm rồi." Ở ngoài bàn môn, Nghiêm Hạo nhìn đảo qua khí thế trước kia của Lâm Tu Nhai, không khỏi vỗ trán một cái, cười khổ nói. Lâm Tu Nhai cười xấu hổ, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp, cái loại cảm giác này, nói đến là đến, liên tục ngăn chặn cũng không ngăn được. "Ôi, xem ra ngươi là muốn nhất định thê thảm, nhìn thái độ của nàng, rõ ràng đối với ngươi không có nửa điểm cảm giác, cả ngày, trước cũng Tiêu Viêm ca ca, sau, cũng Tiêu Viêm ca ca, ta cũng không nhận ra ngươi có cơ hội gì." Nghiêm Hạo thở dài một hơi, nói. Lâm Tu Nhai trầm mặc, hắn cũng rõ ràng theo như lời Nghiêm Hạo, nhìn thái độ lúc trước của Huân Nhi đối với hắn liền biết, hắn ở trước mặt những nữ nhân khác phong độ cùng dung mạo mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này lại không có nửa điểm lực sát thương, mà đối với thiên phú tu luyện, thành tựu vân vân, Tiêu Viêm tựa hồ so với hắn cũng không yếu, ngày đó cái chàng kinh thiên chiến đấu kia, hắn cũng biết nếu thay là chính mình, hơn phân nửa kết cục cùng so với Liễu Kình cũng không khá hơn chút nào. Huống hồ Huân Nhi biểu hiện ra ngoài chính là cổ thanh nhã lạnh nhạt, cơ hồ không có chỗ trống gì để chui vào. Tất cả chuyện này hết thảy đều đã thuyết minh, Lâm Tu Nhai hắn cơ hồ không có cơ hội nhiều lắm. "Ôi," ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Lâm Tu Nhai dùng sức lắc đầu, và Nghiêm Hạo trong ánh mắt kinh ngạc phát nổ một câu nói tục. "Mụ nội nó, ta thật ghen tị Tiêu Viêm a, tiểu tử đó làm sao lại có vận khí tốt như vậy chứ?" Thực lực tăng lên, bên trong mật thất tĩnh lặng, Huân Nhi đang im lặng ngồi bên cạnh bàn, bàn tay mềm chống một bên má, dưới tay áo màu xanh khẽ lộ ra cổ tay trắng như tuyết. Một đôi mắt sáng lấp lánh tựa như bảo thạch phản chiếu những tia sáng như hòa của ngọn đèn, đang nhìn chăm chú thân ảnh Tiêu Viêm với hai mắt nhắm chặt đang ngồi xếp bằng trên giường. Hiện giờ, thời điểm diễn ra cường bảng đại tái cũng đã trôi qua 5 ngày, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ trong tu luyện, điều này làm cho đám người Ngô Hạo có chút lo lắng và có vài lần đề nghị đánh thức hắn. Bất qua mỗi lần đều bị Huân Nhi ngăn trở, dưới nhãn lực của nàng cũng mơ hồ cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đang ngày càng mênh mông, đợi đến lúc hắn chân chính thức tỉnh thì thực lực chắc chắn có tinh tiến. Bởi vậy nếu lúc này mạnh mẽ đem hắn thức tỉnh thì không thể nghi ngờ sẽ làm hắn đánh mất cơ hội tốt có thể tăng lên thực lực này. Xem ra hôm nay sợ là vẫn không có kết quả, đợi trong mật thất hồi lâu, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Huân Nhi cũng phải nhẹ thở dài một hơi thì thào nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay khi Huân Nhi vừa mới đứng lên chốc lát, một cỗ dao động năng lượng khác thường đột nhiên dũng động lên trong mật thất. Nhất thời, nàng lộ ra mặt cười vui vẻ, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm. Sau cổ năng lượng dao động truyền ra không bao lâu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt. Cỗ hơi thở này tăng lên cực nhanh trong một thời gian ngắn ngủi, nó siêu việt cỗ hơi thở của Tiêu Viêm ở giai đoạn đỉnh trạng thái trước kia, hơn nữa nó vẫn còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Cảm thụ được hơi thở của Tiêu Viêm đang nhanh chóng tăng lên, trên gương mặt Huân Nhi cũng hiện lên một chút ý mừng, quả nhiên theo nàng đoán không sai, mấy ngày trước đây trong cơ thể Tiêu Viêm không ngừng hấp thu năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà hiện giờ, dưới sự đánh sâu vào của cổ khổng lồ năng lượng này, cấp bậc vách tường ngăn cách cơ hồ bị nghiền nát vỡ vụn. Hơi thở đột nhiên kéo lên rằng có ước chừng gần 5 phút đồng hồ rồi mới dần dần chậm lại tiếp tục qua một chốc, một đạo năng lượng đột ngột cuồng mãnh từ trong cơ thể Tiêu Viêm khuếch tán mà ra, cuối cùng va chạm trên vách tường cứng rắn, làm cho mật thất cứ rung lên bần bật.
Tại lúc cổ năng lượng này cuồng mãnh trào, sắc mặt hồng nhuận khác thường của Tiêu Viêm cũng dần dần giảm bớt, cho đến khi khôi phục lại nét bình thường như cũ. Đôi mắt nhắm chặt hơi run rẩy, cuối cùng trong ánh mắt chờ đợi vui sướng của Huân Nhi, nó rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đang chậm rãi mở, một ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ phun ra, cuối cùng lại như tia chớp thu hồi mất tăm. Hô, một ngụm hơi thở mang chút khí màu đen bị Tiêu Viêm phun ra, khí đen chậm rãi bay lên, cuối cùng va chạm vào trần nhà cứng rắn, nhất thời dưới những tiếng vang cực nhỏ, trần nhà đã bị ăn mòn thành một cái lõm sâu, mà nhìn thấy rõ ràng cảnh này, hai mi mắt của Huân Nhi hơi hơi nhíu lại. Theo ngụm khí kia bị phun ra, phía trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt sáng bóng, cảm thụ được đấu khí trong cơ thể hùng hồn hơn so với quá khứ không chỉ vài lần, nét mặt Tiêu Viêm khó có thể che giấu nỗi vui mừng lẫn sợ hãi. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng, lần này trọng thương không chỉ không bị lưu lại mầm họa, ngược lại là nhân họa đắc phúc, nhìn huynh hiện giờ hơi thở, thực lực hẳn là trên dưới 5 sao đấu linh. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm đang ẩn giấu kinh hỉ vừa mừng vừa sợ, Huân Nhi hé miệng cười nói. Tiêu Viêm thoáng cảm ứng một chút, khẽ gật đầu, cười nói. Hẳn là ở sấp xỉ ngũ tinh đấu linh, tăng lên chỉ có 2 tinh thực lực, Tiêu Viêm tuy rằng kinh hỉ, nhưng tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn, người khác đối với hắn vì cái gì có thể đột nhiên mạnh mẽ tăng lên 2 tinh thực lực cảm thấy khó có thể tin, bất quá hắn lại là biết một chút manh mối, tuy nói trong đó một phần là có nguyên nhân từ trận đại chiến này, bất quá nguyên nhân lớn hơn nữa, còn là bởi vì thân thể hắn đã nuốt không ít các loại đan dược cùng với tiên địa kỳ bảo, ví như đoạn thời gian trước dùng địa tâm thối thể nhũ, tuy rằng đại bộ phận đều là dùng để luyện hóa thân thể Tiêu Viêm, bất quá vẫn có một ít dược lực còn sót lại thẩm thấu trong các ngóc ngách cơ thể. Mà hiện tại nhân lúc Tiêu Viêm hoàn toàn lâm vào đèn cạn dầu sắp tắt, tự nhiên là những dược lực tiềm tàng này chủ động thẩm thấu mà ra, giúp hắn chữa trị thương thế, do vậy cũng giúp cho hắn lần này thực lực tăng mạnh. Nhưng mà Tiêu Viêm ca ca trong cơ thể tựa hồ có chút vấn đề. Huân Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt sáng nhìn vào Tiêu Viêm, nghiêm túc nói. Tiêu Viêm ngơ ngác, chợt giật mình, chắc là do vừa rồi nàng thấy làn khí đen kia, xoa xoa đầu, hắn bất đắc dĩ nói. Lúc trước vì để có được một gốc cây dược liệu, nên ta giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc, kết quả lại bị tiêm nhiễm chất độc đó trong cơ thể, nhưng mà cũng may có dị hòa hộ thể, độc tố kia không thể gây thương tổn đối với ta, cho nên nó vẫn tiềm tàng ở trong cơ thể, chỉ có khi tăng cấp như mới vừa rồi nó mới được tiêu trừ một chút. Với trình độ luyện dược thuật của Tiêu Viêm ca ca, mà cũng giải quyết không được sao? Huân Nhi hơi có chút hoảng hốt nói, độc tố này có chút không tầm thường, lúc trước ngay cả thực lực ở cấp bậc đấu hoàng của Nạp Lan Kiệt mà cũng thiếu chút nữa bị chất độc này giết chết, muốn đem nó hoàn toàn tiêu trừ, đâu phải đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhún vai, nói, yên tâm đi, không việc gì đâu, chỉ cần có dị hòa hộ thể, thứ này đối với ta vô hại. Tiêu Viêm an ủi một tiếng, chợt xoay người từ trên giường đi xuống, vặn vẹo khối thân thể đã ngồi vài ngày, nhất thời trong mật thất vang lên một tràng tiếng cách cách do âm thanh của xương cốt nổ giòn, tựa như là cây đậu bị nghiền nát. Đúng rồi, vậy Cường Bàng đại tái cuối cùng thế nào? Ta chắc là tiến vào top 10, đột nhiên nhớ tới sự việc tối trọng yếu, Tiêu Viêm liền vội vàng hỏi. Ha ha, yên tâm, huynh đã tiến nhập vào top 10, mặc dù là một gã đứng cuối cùng. Huân Nhi che miệng khẽ cười nói, nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm như chút được gánh nặng, chợt nói thêm một câu. Liễu Kình cũng vào top 10, giật mình, Tiêu Viêm ngạc nhiên nói, vậy đến tuột cùng ai thắng? Đại trưởng lão nói tính là hòa, cho nên cho hai người các huynh cùng xếp hạng 10. Huân Nhi thản nhiên nói, như vậy cũng được, dù sao ta chỉ cần được tiến vào thiên phần luyện khí tháp thôi, xếp hạng 10 cũng chẳng sao. Thản nhiên gật gật đầu, Tiêu Viêm vặn vẹo một chút thắt lưng, hướng về cửa mật thất bước nhanh ra ngoài, thầm nói. Ở trong này ngây người lâu như vậy, xương cốt đều nhanh rỉ sắt, đi thôi, nha đầu, đi ra ngoài hít thở không khí. Nghe vậy, Huân Nhi chợt mỉm cười gật gật đầu, thân mềm mại đi theo. Ngay khi Tiêu Viêm và Huân Nhi xuất hiện ở bàn môn, nhất thời tạo ra hoành động không nhỏ, trong khoảng thời gian này bên ngoài vẫn lưu truyền phong thanh rằng Tiêu Viêm bị trọng thương khó có thể chữa khỏi, mặc dù nhóm người Huân Nhi đã vài lần bác bỏ tin đồn, nhưng mà Tiêu Viêm mấy ngày không xuất hiện, cũng đã làm cho đám người bàn môn tâm tình không yên, hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, hơn nữa khi sắc so với trước kia càng tốt hơn nhiều, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng và kích động. Đi lại trong bàn môn, Tiêu Viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc, hắn phát hiện bàn môn thành viên tựa hồ so với ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn chung không khí cũng là cực kỳ tăng vọt, một đường đi tới, thấy ánh mắt của mọi người nhìn lại, tràn ngập tôn sùng cùng kính sợ. Tiêu Viêm, người thương thế rốt cuộc cũng khỏi hẳn. Ngay tại Tiêu Viêm đang lúc tuần tra, đột nhiên thanh âm quen thuộc của Lâm Diễm bỗng nhiên vang lên, chợt một thân ảnh rất nhanh lướt tới xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm, lộ ra khuôn mặt ẩn giấu ý mừng vỗ vỗ lên bả vai Tiêu Viêm. Hướng về phía Lâm Diễm cười cười, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng ở vị trí ngực hắn, một cái huy chương nhìn quen mắt chỉnh tề đeo trên đó, lập tức sắc mặt hắn nhất thời ngạc nhiên lên, ngươi như thế nào mà đeo huy chương bàn môn của chúng ta? Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc nói, Lâm Diễm đại ca hiện giờ cũng đã gia nhập bàn môn chúng ta, đeo huy chương, có vấn đề gì sao? Một bên, Huân Nhi buồn cười nói, Tiêu Viêm trợn mắt, cứng lưỡi, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại, với vẻ mặt cổ quái nói, ngươi là một đại gia hòa xếp trong 10 người cường bảng thế mà lại chịu hạ mình gia nhập bàn môn chúng ta sao? Hạ mình cái rắm, hiện giờ thanh thế bàn môn bên trong nội viện cho dù là nanh sói của Lâm Tu Nhai và liệt sơn của Liễu Kình đều đuổi theo không kịp,
Bọn họ mặc dù có cường giả tỏa trấn, nhưng so với bọn hắn thì bản môn còn nhiều hơn không ít, không nói đến Man Lực Vương cơ hồ mỗi ngày đều ở lại trong này, cho dù là ngươi, cũng là có thể địch nổi Liễu Kình cường giả, huống chi, còn có Huân Nhi, ngay cả bài danh thứ hai Lâm Tu Nhai đều bị nàng dễ dàng đánh bại, vậy bên trong nội viện còn có ai dám nói bản môn thế nhỏ dễ chọc. Lâm Diễm hắc hắc cười nói, Huân Nhi đánh bại Lâm Tu Nhai khi nào chứ? Tiêu Viêm lại lần nữa nghệt mặt ra, kinh ngạc nhìn sang Huân Nhi đang hé miệng mỉm cười. Thì chính sau khi cường bảng đại tái kết thúc, trên luận bàn đại tái, người không thấy được cảnh đó, không đến 10 phần chung thời gian, vậy mà Lâm Tu Nhai đã bị thua trên tay Huân Nhi, lúc ấy toàn trường mọi người đều là giống như bị choáng váng. Lâm Diễm quán buông tay, vui sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác. Theo Lâm Diễm kể ra, trong ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra kinh ngạc càng ngày càng đậm, hắn biết rõ ràng Huân Nhi thường ngày vẫn ẩn tàng chân chính thực lực, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng dự đoán được nàng chân chính bùng nổ lại cường hãn như thế. Lâm Tu Nhai là cường giả có thể địch nổi Liễu Kình, mà hắn vì đánh bại Liễu Kình, cũng đã là dùng hết toàn lực, vậy mà cũng bị lưỡng bại câu thương, thế nhưng không nghĩ tới cô nàng này ở ngắn ngủn trong thời gian ngắn đánh bại Lâm Tu Nhai, vậy thực lực của nàng sợ hẳn là cũng đạt tới trình độ đấu vương. Nghĩ tới tình huống này, Tiêu Viêm cũng không khỏi nhẹ hút một ngụm khí lạnh, cô gái này cũng thật sự là có chút rất khủng bố, độ tuổi của nàng hiện giờ tựa hồ so với chính mình còn nhỏ một chút, một người 17, 18 tuổi đã là đấu vương. Loại thành tựu này, quả thực là có thể đủ làm cho những nội viện trưởng lão đó tự ti muốn che mặt mà khóc. Ý niệm trong đầu bay lượn, tuy vậy khi Tiêu Viêm nghĩ đến thế lực sau lưng Huân Nhi, cũng giật mình một ít, sợ là cũng không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá nàng. Dường như biết rõ ràng trong đầu Tiêu Viêm đang nghĩ gì, Huân Nhi lại ôn nhu cười, bàn tay mềm kéo cánh tay của Tiêu Viêm, bộ dáng thông minh ngoan ngoãn phục tùng, nào đâu còn nửa điểm lạnh lùng, lạnh nhạt như ngày khiêu chiến Lâm Tu Nhai. Nhìn hình ảnh Huân Nhi đối với Tiêu Viêm nhân nhượng ôn nhu, Lâm Diễm như cắn phải lưỡi, cho dù thường ngày hắn là thị chiến như cuồng nhân, cũng là không khỏi ở trong lòng dâng lên cảm xúc hâm mộ đối với Tiêu Viêm, như vậy Diễm Phúc, nội viện mấy người có thể hưởng. Sau khi Tiêu Viêm thức tỉnh, mọi việc cũng đều trở lại bình thường. Tuy rằng mỗi lần lộ diện trong viện đều không ít tiếng kinh hô cùng đủ mọi loại ánh mắt dò ngó, nhưng rồi dần dần, Tiêu Viêm cũng coi như không có việc gì. Tuy rằng hiện giờ đại tái đã chấm dứt, nhưng có lẽ phải chờ những thí sinh đã dự thi tu dưỡng một thời gian, nên việc tiến vào tầng chót tiên phần luyện khí tháp bị tạm hoãn, nhưng đối với một số người luôn chờ đợi cơ hội này như Tiêu Viêm thì lại có chút không chịu được. Bởi vì mới tấn chức lên nhị tinh đấu linh, cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm vẫn chưa tiến vào tầng tháp chung để tu luyện mà lại lặng lẽ tinh luyện lượng đấu khí vừa tăng trong cơ thể. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên làm con người thích thú. Nhưng tấn cấp lần này không phải do từng bước tu luyện, đó là tấn giai tối kỵ, bởi vậy để phòng ngừa tác hại về sau, Tiêu Viêm đang cố gắng luyện hóa đấu khí, để thực sự bước vào nhị tinh cấp bậc chứ không phải hư phù thực lực. Lúc trước ở Hắc Giác vực giết chết thiếu tông chủ Huyết Tông là ví dụ tốt nhất, tuy rằng đã tiến vào đấu linh cấp bậc nhưng so với các đấu linh giả khác còn yếu nhược hơn rất nhiều. Bây giờ trong cơ thể đấu khí không ổn định làm cho thực lực chiến đấu không thể phát huy cực hạn được. Mỗi ngày đều nhàn nhã tu luyện, đấu khí trong cơ thể vốn bất định dần dần trở nên ngưng thực lại. Có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp tinh luyện đấu khí, làm cho Tiêu Viêm tinh luyện đấu khí hao tổn tinh lực, cùng thời gian ít hơn người thường rất nhiều. Cuộc sống trở nên nhàn nhã, Huân Nhi chẳng biết vì sao luôn thích kéo Tiêu Viêm cùng mình tiến vào thâm sơn, rồi nằm ở bãi cỏ xanh tùm, dựa sát vào nhau, sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp, đầy thư thái và hạnh phúc. Bất quá mặc dù đang hưởng thụ nơi rừng núi yên tĩnh, Tiêu Viêm cơ hồ lại cảm thấy có việc gì đó sắp phát sinh. Xung quanh là bãi cỏ xanh lục tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời, cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ, mọi thứ thật giống như tiên cảnh. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi im lặng nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bao trùm thân thể làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ấm áp và buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, hai con mắt sáng như bảo thạch của Huân Nhi nhìn về hắc bào thanh niên đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh, cái miệng hơi cong lên. Lát sau như nghĩ tới việc gì đó, ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói: "Tiêu Viêm ca ca, quyền trục Huân Nhi đưa cho huynh, chờ khi nào ngươi tấn cấp đấu vương thì nhất định phải tập trung tu luyện nhé." Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó, Tiêu Viêm mở mắt, cười xoa đầu Huân Nhi nói: "Đó là tất nhiên, Huân Nhi đã cấp, sao có thể không toàn tâm tu luyện cơ chứ?" Nghe vậy, Huân Nhi mới khẽ cười, tiếng cười khẽ chạm vào núi đá bàn thạch, thanh thúy dễ nghe vô cùng. Bất quá nha đầu muội, dạo này muội tựa hồ có chút kỳ quái, Tiêu Viêm nhìn thẳng vào khuôn mặt động lòng người của Huân Nhi tươi cười nói. Lòng nao nao, Huân Nhi né tránh ánh mắt Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. "Không có, ta cảm thấy ta cùng với trước kia không có gì bất đồng." "Thật không?" Tiêu Viêm cười cười nói. Đột nhiên, thanh âm dược lão đầy ngưng trọng vang lên, "Có rất nhiều cổ khí tức đang bay về phía ngươi, mục tiêu có thể là hai người các ngươi." Nghe thấy lời dược lão, Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến trầm tư nghĩ vì cái gì mà tại Thâm Sơn nội viện lại xuất hiện khí tức một đám cường giả xa lạ, rồi đứng dậy định kéo Huân Nhi rời khỏi nơi này. Ngay khi bị Tiêu Viêm định kéo đi, Huân Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì đó, mặt cười nhất thời biến đổi, vội vàng đẩy Tiêu Viêm tiến vào rừng rậm, lo lắng nói: "Tiêu Viêm ca ca, huynh mau tránh vào đó đi, ngàn vạn lần đừng đi ra." "Làm sao vậy, những người tới là ai?" Cầm bàn tay mềm mại của Huân Nhi, Tiêu Viêm âm trầm hỏi. Huân Nhi nhìn về phía bắc bầu trời xa xôi, cảm ứng được cổ khí tức đang bay nhanh tới,
Nàng liền đặt bàn tay mềm mại vào người Tiêu Viêm, kình khí phát ra, một cỗ kình phong nhu hòa đem Tiêu Viêm đẩy mạnh vào trong rừng cây, đồng thời dặn dò: "Tiêu Viêm ca ca, thu liễm khí tức, đừng để bọn họ phát hiện." Bị Huân Nhi đẩy mạnh vào trong rừng rậm, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn không rõ vì cái gì mà Huân Nhu lại đột nhiên trở nên lo lắng như thế. Đến tột cùng là ai? Ánh mắt nhìn về chân trời phía bắc, Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay, một cỗ nộ hỏa trong lòng lặng lẽ bốc lên. Không bao lâu sau khi Tiêu Viêm bị đẩy mạnh vào rừng rậm, đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mười mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía Huân Nhi. Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt, sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của những lá cây, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tràn đầy khiếp sợ, các điểm đen đều không phải là người mà là 10 con ma thú toàn thân đen kịt, trên đầu có một chiếc sừng bạc lớn đầy những đường văn kỳ dị, thậm chí còn mơ hồ có thanh âm phong lôi từ đó truyền ra. Sau lưng ma thú là 4 đôi cánh cực lớn, cánh vừa động, cuồng phong từ trên cao ập xuống đem rừng rậm 4 phía ép ngã xuống. Đối với con ma thú kỳ lạ này, Tiêu Viêm chưa từng gặp hay nghe qua, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên người ma thú cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hung hãn, hiển nhiên, ma thú này không phải là phi hành ma thú dùng cho vận chuyển bình thường mà là loại phi hành ma thú chiến đấu. Phi hành ma thú vốn đã thưa thớt, chiến đấu phi hành ma thú lại càng cực kỳ hiếm thấy, trừ khi chỉ có những thế lực cực kỳ khổng lồ mới đủ tài lực nuôi dưỡng đám gia hỏa này. Ánh mắt từ những cái cánh rộng lớn cuối cùng lại dừng trên những cái lưng rộng lớn của chúng, Tiêu Viêm lại một lần nữa ngẩn ra vì mỗi một đầu tứ dực độc giác thú, trên lưng đều có một đạo nhân ảnh. Những người này thân đều mặc một bộ tử hắc bào, ánh mắt không đổi, sắc bén lăng lệ như đao mang, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Tiêu Viêm có chút hoảng sợ khi phát hiện 10 đạo nhân ảnh này, cơ hồ mỗi cỗ khí tức đều như một cái đầm sâu không đáy. Loại tình huống này Tiêu Viêm chỉ cảm ứng thấy trên người trưởng lão trong viện mới có được. 10 đầu tứ dực độc giác thú vừa động, cuối cùng dừng lại ở phía trên khe núi. Từng đạo ánh mắt quét về phía thanh y thiếu nữ trên bãi cỏ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Dẫn đầu một đầu tứ dực độc giác thú chậm rãi hạ xuống, đang ngồi trên lưng ma thú một vị nam tử hướng Huân Nhi cười nói. Vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng 24-25 tuổi, bộ dáng cực kỳ tuấn tú, sợ rằng chỉ có Lâm Tu Nhai mới có thể so sánh, một thân hắc bào, khí chất so với Lâm Tu Nhai có phần hơn, tôi trọng yếu là, vị nam tử này tựa hồ là đầu lĩnh của đám người kia. Bởi vì 9 người còn lại đều đứng ở phía sau, thứ tự như vậy cũng có thể thể hiện cấp bậc chênh lệch. Ta là Hắc Yên quân tân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đưa tiểu thư hồi tộc, nam tử tự xưng Linh Tuyền, đứng trên tứ dực độc giác thú cung kính ôm quyền hướng Huân Nhi nói. Ta nói rồi, ta sẽ tự trở về, các ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới đón. Đám người Linh Tuyền đột nhiên tới làm sắc mặt Huân Nhi dần lạnh xuống, ngay cả nói chuyện cũng có một tia hàn ý. Tộc trưởng đại nhân phân phó, thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh, Linh Tuyền khẽ cười, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại. Hướng về phía trong rừng, trầm giọng quát. Người nào nghe lén, tiếng quát của Linh Tuyền vừa hạ xuống, trên lưng tứ dực độc giác thú, 9 nhân ảnh sắc mặt chợt lạnh, thân hình run lên, cơ hồ như thiểm điện đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay, Huân Nhi lớn tiếng quát, theo tiếng quát của Huân Nhi, một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra, cuối cùng vũ động hai cánh dừng lại trên không, rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi, quần áo hơi có chút hỗn độn. Tiêu Viêm, huynh không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quýnh lên, theo thói quen muốn hô lên, lập tức chợt tỉnh lại ra vẻ bình thản hỏi. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói. Sao lại thế này? Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm, 9 đạo nhân ảnh lại đồng loạt thoát ra, cuối cùng đáp phía sau Linh Tuyền, ánh mắt sắc nhọn như đao, tập trung nhìn Tiêu Viêm. Ngươi, nhìn vẻ mặt biến hóa của Huân Nhi, Linh Tuyền đôi mắt híp lại nhìn về thân ảnh Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt này thoáng ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán, bỗng cười nói. Nếu ta không lầm thì vị này hẳn từng là Tiêu gia phế vật, Tiêu Viêm thiếu gia đúng không? Ta đã xem qua bức họa của ngươi, ngươi là ai? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Hắc Yên quân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, bất qua nói cũng vô dụng, lấy ngươi hoặc là Tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười nói, thanh âm tràn đầy sự khinh thị, tin tức Tiêu gia thiếu chút nữa bị diệt môn, hắn đã sớm nghe nói qua, Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc, đâu còn hào quang năm đó nữa. Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với Tiêu gia, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm lãnh, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng xích. Linh Tuyền, câm miệng, Tiêu gia cùng gia tộc ta có minh ước, ta cấm ngươi xuất khẩu làm nhục. Nhận thấy được Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, Huân Nhi trong lòng quýnh lên, hướng về phía Linh Tuyền lớn tiếng quát lên. Tiểu thư sao vậy, ta chỉ thuận miệng nói thôi sao lại quát ta? Linh Tuyền cười cười, đang nói đột nhiên chuyển vấn đề khác. Bất quá chuyến này đến đây, tộc trưởng đại nhân phân phó, nếu là gặp phải Tiêu Viêm thiếu gia, có thể hỏi qua một chút Tiêu gia cất bộ phận chìa khóa chỗ nào. Nói đến đây, Linh Tuyền mỉm cười đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm. Không biết Tiêu thiếu gia, có thể cho ta biết được không? Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng đại chấn, rất sợ Tiêu Viêm lộ ra vết tích, quyết định ngắt lời, một bên Tiêu Viêm hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói. Không biết, cau mày nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc, Linh Tuyền tức trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào hắn thật không biết, hôm nay Tiêu gia tan rã, cũng không biết,
hồn địa đến tột cùng có hay không thực sự đem cái chìa khóa cướp được chưa? Nếu thực sự đến tay bọn họ, sợ là một phen phiền phức. Ta tại Tiêu gia nhiều năm như vậy, cũng không từng thấy cái chìa khóa. Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi nhàn nhạt nói. Ha ha, ta cũng chỉ là tùy ý hỏi mà thôi. Ta chuyến này chủ yếu là đón tiểu thư trở lại, cái khác chỉ là hỏi qua mà thôi. Linh Tuyền cười, chợt quay Huân Nhi không người nói. Tiểu thư, tộc trưởng đại nhân rất nhớ đến người. Mày liễu vừa nhíu, Huân Nhi hơi lắc lắc đầu, vừa bước đi, một bên Tiêu Viêm nắm cánh tay của nàng, thanh âm trầm thấp nói, muội phải đi sao? Tiêu Viêm ca ca, ta đã rời tộc nhiều năm, trong lúc trì hoãn nên ở lại thêm thời gian, lần này, xem ra ta không về không được. Tiêu Viêm ca ca nhớ kỹ những lời ta nói trước đây, nghìn vạn lần không nên tiết lộ đả xá cổ đế ngọc ở trong tay huynh cho ai biết, ngày sau, huynh cũng có thể biết thế lực phía sau Huân Nhi là thế nào. Bất quá, Tiêu Viêm ca ca có năng lực bảo vệ tốt cổ ngọc trước, nghìn vạn lần đừng tới tìm Huân Nhi, bằng không trong tộc, một ít người sẽ lưu lại hằn, trong tay huynh có cổ ngọc có dính dáng quá lớn. Huân Nhi hơi cúi đầu, môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia yếu ớt mang theo lời cầu xin truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt lấy bàn tay Huân Nhi run lên nhè nhẹ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chờ huynh chân chính trở thành cường giả ngạo thị quần hùng, Huân Nhi vẫn tin tưởng, huynh sẽ đứng ở đỉnh của đại lục, đến lúc đó, Tiêu gia có huynh mà lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục. Bàn tay run rẩy không ngừng, Tiêu Viêm tâm tình hỗn loạn, tuy rằng qua mấy năm đi khổ luyện, hắn đã sớm hiểu được một điều là không nên hành động theo tình cảm, nhưng trải qua gia tộc lúc biến cố, lần thứ hai bị ly biệt, thật sự là làm cho hắn không thể tiếp thu được. Hơn nữa, gần tới lúc khoảnh khắc chia lìa, hắn mới rõ ràng tình ngộ, người thiếu nữ trước mặt đã chiếm toàn bộ tình cảm của hắn. Tiêu Viêm thiếu gia, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, người hãy buông tay tiểu thư ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi như vậy, Linh Tuyền trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười. Không để ý một chút nào đến lời nói của Linh Tuyền, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú Huân Nhi. Rốt cuộc Linh Tuyền không chịu được chậm rãi buông lòng tay ra trường, nhưng mà ngay lúc này bàn tay Tiêu Viêm vòng qua cái eo mềm mại đưa Huân Nhi ôm vào lòng ôm ấp, đầu vùi sâu vào tóc Huân Nhi, mùi thơm tản ra nhàn nhạt, thì thào nói: Huân Nhi, chờ ta, rồi ta sẽ tìm được muội ta mặc kệ phía sau muội thế lực khổng lồ kinh khủng thế nào, muội là của ta, nếu trong mắt thế lực kia cần đạt được là đấu tôn, ta đây khắc hướng đấu tôn phấn đấu tôn không được, vậy đấu thánh không được thì đấu đế. Các tiền bối Tiêu gia có thể đạt tới đỉnh phong cao độ, ta Tiêu Viêm, tất nhiên cũng có thể. Hàm răng cắn chặt môi, mắt Huân Nhi sáng lên như bảo thạch sáng bóng. Ngốc à, nếu đạt đến đấu đế, bất kỳ nữ tử trong đại lục này, huynh đều có thể chọn lựa. Nhìn Tiêu Viêm gan lớn ôm Huân Nhi trong lòng, Linh Tuyền ngoài khuôn mặt tiểu ý rốt cục thu hồi một chút, mắt âm lãnh như đao phong rừng. Lại trên người Tiêu Viêm, bàn tay chậm rãi nắm chặt, hỏa diễm ở nắm tay dâng lên muốn bộc phát. Cảm thụ được bên cạnh có năng lượng ba động, Huân Nhi mạnh mẽ giãy khỏi tay Tiêu Viêm, thấp giọng nói vào tai Tiêu Viêm: "Nhớ kỹ lời ta nói, chí ít không đạt được đấu tông thì đừng tiếp xúc với gia tộc ta." Nói xong Huân Nhi xoay người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình bay lên không trung, vai hơi rung lên, một đôi cánh ngọc kim sắc đấu khí từ phía sau hiện ra, đôi cánh rung lên vừa bốn cánh sừng sững xuất hiện, cuồng phong đại trấn quay xa xa phía chân trời bay vút đi. Nhìn Huân Nhi bay đi, phía sau Linh Tuyền bốn thân ảnh cưỡi quái thú cũng nhanh chóng rời đi, theo sau đuổi kịp mà lên, đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần, Tiêu Viêm trong lòng thấy cô đơn, ánh mắt quay lại, thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, nhàn nhạt nói: "Linh Tuyền phó thống lĩnh sao không đi?" "Thật ra ta không vội." Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng người Tiêu gia thành chó nhà có tang, căn bản không xứng đáng với tiểu thư, lời nói thật muốn nói với ngươi, tộc trưởng đại nhân suy đoán tiểu thư có tình cảm với ngươi, bởi vậy cũng giao phó ta truyền câu nói cho ngươi, hãy quên tiểu thư đi, tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi còn không từ bỏ." Nói xong mấy câu, Linh Tuyền trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường, Huân Nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài theo đuổi làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn, nhưng lúc trước nhìn Tiêu Viêm dám đem Huân Nhi ôm vào lòng, nếu không có Huân Nhi hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ đánh gục Tiêu Viêm, hôm nay nói như thế để có thể sử dụng lời nói đem Tiêu Viêm đả kích, thỏa mãn trong lòng. Nhưng mà, dứt lời nhìn mặt Tiêu Viêm bình tĩnh ngoài ý muốn của hắn, mắt đen kịt hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền, một lát sau, nhếch miệng cười, lắc lắc đầu nói: "Ta đây không xứng, thì cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kỵ ta đi." Khuôn mặt tức giận, Linh Tuyền ánh mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm: "Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng có tiểu thư che chở mà ngươi kiêu ngạo, ta muốn giết ngươi nhưng nhìn chết một con kiến." Tiêu Viêm bình thản nhìn khuôn mặt sát khí của Linh Tuyền, dáng dấp không có một chút sợ hãi, Linh Tuyền trong lòng sát ý nổi lên không ngớt. Ngay khi sát ý Linh Tuyền lan tràn thì, có giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên lung lay các ngọn cỏ: "Linh Tuyền phó thống lĩnh, cho các ngươi tiến vào nội viện tìm người đã là nhân nhượng, bây giờ còn tại nội viên ta đụng đến học sinh ta." Theo thanh âm già nua hạ xuống, thân ảnh màu đen quỷ dị hiện ra giữa không trung, rõ ràng là đại trưởng lão Tô Thiên. Nhìn Tô Thiên xuất hiện, Linh Tuyền trên người sát ý nháy mắt thu vào, hướng về người phía trước chắp tay, cười nói: "Đại trưởng lão nói gì vậy, ta chỉ là cùng Tiêu Viêm thiếu gia nói chuyện mà thôi." "Được rồi,
đừng đứng trước mặt ta mà uốn lưỡi, ta cho các ngươi vào tìm người, đã là cho tộc các ngươi mặt mũi, hiện người đã tìm được, lập tức đi đi. Tô Thiên nhíu nhíu mày nói. Nghe Tô Thiên hạ lệnh trục khách, Linh Tuyền cười cười, cũng không phản bác, khom người quay đi, chợt ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Tiêu Viêm, ngoài cười cười trong lòng thì không cười nói. Xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, cũng được, chờ ngươi sau này có bản lĩnh, đến tộc ta tìm tiểu thư, đến lúc đó, ta phó thống lĩnh hội sẽ cho ngươi biết thế nào là sự chênh lệch. Nói xong, Linh Tuyền vai du lên, một đôi cánh đỏ thẫm đấu khi bắn ra, hai cánh hơi chán động, thân hình cấp tốc bay lên trên không, bay vút đi trong thời gian ngắn. Nhìn Linh Tuyền rời đi, Tô Thiên chậm rãi hạ thân hình xuống, rơi bên cạnh Tiêu Viêm, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, than thở, tiểu tử kia, đả kích ngươi, không phải đã có thể như lời hắn nói đâu, tộc bọn họ cùng người bình thường có chút bất đồng, đứng lên tu luyện có chút gặp may mắn, nhưng thật muốn luận khởi điểm tu luyện tiên phú, hắn so ra kém ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói. Nếu vừa rồi hắn động thủ, có liều mạng lần thứ hai trọng thương, ta cũng sẽ lưu lại cho hắn một ít thương tổn. Nhìn giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng nao nao, hắn rõ ràng, người trước mặt cũng không phải nói đùa, hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi, một người bằng khả năng bản thân thực lực đem Vân Lam Tông quậy long trời lở đất như vậy, lời nói lúc nãy cũng không làm cho ngoài ý muốn. Ha ha, được rồi, tiểu tử kia, ngày mai là ngày tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tiếp thu tâm hòa nhập thể, nếu là người có thiên phú tu luyện, tân chức đấu vương là chuyện bình thường, hiện tại nói cái gì đều chỉ là vô dụng. Chỉ có trở thành một cường giả chân chính, người mới có thể đi đến tộc đó, tìm được bạn gái của mình. Tô Thiên vỗ vai Tiêu Viêm, thoải mái nói, chợt quay người hướng trong rừng rậm chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng Tô Thiên khuất dần trong rừng, lúc này mới xoay người, đem ánh mắt hướng phương bắc xa xôi phía chân trời, lẩm bẩm nói. Huân Nhi chờ ta, Linh Tuyền nỗi nhục này, ta sẽ nhớ kỹ. Đến đây là hết tập 33 của bộ đấu phá thương khung, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.